Thực hiện công văn số 57 xuyệt CVBTS ngày 3 tháng 8 năm 2023 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn các hạ trường tổ chức lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ, thể hiện tinh thần tri ân báo ân của người con Phật. Vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 2023, Chư Tăng đi Hạ Trường Chùa Vạn Phúc, thôn đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, dương lịch 2023, cầu siêu chư vị hương linh cửu huyện thất tổ, anh hùng liệt sĩ, vị quốc vong thân, chẩn tế côn hồn, với sự tham dự của đông đảo nhân dân Phật tử thập phương. Chứng minh buổi lễ có thượng tọa trụ trì thích chiếu tuệ, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban hoàng pháp trung ương, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, thủ tọa hạ trường, đại đức thích viên giác, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện sóc sơn, tránh duy na hạ trường. Đại đức Thích Đạo Thông, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hai Bà Trưng cùng chư tôn đức tăng ni hạ trường tổ đình vạn phúc về phía chính quyền có quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng ban ngành sở tại đã về tham dự đại lễ phát biểu khai mạc đại lễ đại đức thích viên giác nhấn mạnh chúng ta cần phải tổ chức những buổi pháp thoại, chia sẻ, văn nghệ, lễ hội và làm tất cả các việc công đức lành để hồi hướng tôn vinh người mẹ, người cha hiền của mình, tôn vinh các người mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra những người con ưu tú biết hy sinh cho đất nước, dân tộc, mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Chúng ta nên thường nghĩ đến công ơn cha mẹ của mình trong nhiều đời, nhiều kiếp, hoặc hiện tại đã trăm tuổi, thiết lập đàn tràng, cầu siêu bạt độ cho chư hương linh cửu huyền thất tổ, lịch đại tông thân của chúng ta nương nhờ công đức vu lan báo hiếu và gương hiếu hạnh của Tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát mà được siêu sinh về thế giới an lành, đồng thời tổ chức cầu siêu cho các anh linh, anh hùng liệt sĩ, chất độc màu da cam đã bỏ mình vì Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm với khói hương trầm quyện tỏa, đại diện các bạn thanh thiếu niên Phật tử chùa Vạn Phúc đã dâng hoa và dâng phẩm vật cúng dường Tam Bảo thể hiện tấm lòng hiếu kính tri ân của những người con Phật. Sau đó là nghi thức cải hoa hồng, một nghi thức vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người nhớ nghĩ về ân đức sinh thành dưỡng dục sâu dày của hai đấng song thân. Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đã chia sẻ về nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu, qua đó nói về sự dung hòa giữa giáo lý đạo Phật với truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam ta. Nhân dịp này, Thượng tọa sách tấn mỗi người Phật tử phải luôn sống trong tinh thần tri ân và báo ân, không phải chỉ trong mùa Vu Lan mà là trong suốt cả cuộc đời.